Xin kính chào quý khán giả, mời quý khán giả theo dõi chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 11 năm 2023, chúc quý vị có một tuần mới nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Ngay sau đây chúng tôi sẽ điểm qua các nội dung đáng chú ý. Phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, các thế hệ học trò hướng về một ngày 20 tháng 11, ngày Tết của những người cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Tỷ trọng kinh tế số của thành phố Cần Thơ chiếm 8,4% GRDP. Thành phố xác định mục tiêu tỷ trọng kinh tế số chiếm 20% GRDP vào năm 2025. Sản phẩm độc đáo của sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã thuyết phục được ban giám khảo tại các cuộc thi trong và ngoài nước về ý tưởng. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, 200 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 1,6 triệu nhà giáo từ mọi miền Tổ quốc đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dân Bác. Tại quảng trường Ba Đình lịch sử, đoàn đã thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh những bông hoa tươi thắm nhất để bày tỏ lòng biết ơn đến công lao to lớn của người đối với đất nước cũng như sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong những thành tích chung của ngành, có sự đóng góp của 200 thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Đó là những thầy cô giáo đang công tác ở vùng biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa, không quản ngại khó khăn, vất vả, gian nan, cõng chữ lên non, động viên đồng bào cho con đến trường. Đó là những thầy cô giáo không ngừng thi đua lao động giỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện những ý tưởng sáng tạo để nâng cao chất lượng dạy và học. Đó là những giảng viên đại học vừa giảng dạy giỏi, vừa nghiên cứu giỏi. Có nhiều công trình sáng chế được ứng dụng và thực tiễn đời sống, được công bố trên các tạp chí uy tín quốc tế. Đó là những cán bộ quản lý giáo dục tâm huyết, xây dựng tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, dân chủ, mô phạm. Mỗi thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục luôn lấy tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách giản dị, trong sáng mà vĩ đại của Bác để học và làm theo. Nguyện luôn ghi nhớ và quyết tâm thực hiện theo lời dạy của Người đối với nhà giáo và tâm nguyện trong bức thư cuối cùng mà Bác gửi cho ngành giáo dục. Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt. Hôm qua, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cùng 50 đại biểu, nguyên cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ là giáo viên và cựu học sinh trường Lý Tự Trọng, khu Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ đã tham dự họp mặt nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Sau các tiết mục văn nghệ chào mừng cho đội văn nghệ Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ và học sinh trường chuyên Lý Tự Trọng biểu diễn, tại buổi họp mặt các đại biểu được nghe ôn lại ý nghĩa truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Buổi họp mặt là dịp để đại biểu là cựu học sinh trường Lý Tự Trọng khu Tây Nam Bộ được giao lưu, gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm tình thầy trò, tình bạn, tình đồng chí và tri ân đến quý thầy cô giáo. Và cũng trong hôm qua, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức lễ công bố thành lập tạp chí Khoa học và Công nghệ Cần Thơ và họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Sự kiện ra mắt tạp chí Khoa học và Công nghệ Cần Thơ cũng là điểm nhấn của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ qua hơn 10 năm thành lập và phát triển trên cơ sở thành tựu 32 năm của Trung tâm Đại học Tài chính Cần Thơ. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập tổ chức nhân sự và ra mắt tổng biên tập, phó tổng biên tập, ban biên tập và hội đồng biên tập tạp chí Khoa học Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ. Với định kỳ xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh 3 tháng một số, tạp chí sẽ là cầu nối giữa các nhà khoa học trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, là nơi đăng tải kết nối các thông tin, sản phẩm khoa học và công nghệ đến các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, các địa phương và bạn đọc. Nhân họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các đại biểu, các thầy cô qua nhiều thế hệ và các em sinh viên của nhà trường đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, những cống hiến, đóng góp của quý thầy cô cho sự nghiệp dạy và học thời gian qua. Dịp này, đại diện nhà trường cũng biểu dương khen thưởng các em học sinh đạt những thành tích cao trong cuộc thi sinh viên khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long và tặng quà tri ân các thầy cô giáo đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng chuyên môn, thời gian qua các cấp công đoàn khối trường học quận Ô Môn đã đẩy mạnh các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước. Và từ đó phát huy sức sáng tạo của công đoàn viên người lao động, triển khai thực hiện nhiều đề tài sáng kiến có hiệu quả thiết thực, góp phần đổi mới giáo dục và đào tạo. Sự thân thiện, cách giảng bài dễ hiểu, cùng việc ứng dụng công nghệ tạo hình ảnh sinh động của cô Nguyễn Thị Hoàng Anh, giáo viên bộ môn khóa trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm, là điều thu hút học sinh
trong tiết học của cô. Đây là một trong hàng chục sáng kiến cải tiến của công đoàn được ứng dụng, góp phần để trường đạt chất lượng giáo dục cấp độ 2 của thành phố Cần Thơ. Trong tiết học của cô Hoàng Anh rất là tuyệt, dễ hiểu bài, dễ tiếp thu. Vào tiết học của cô Hoàng Anh thì em thấy em học được nhiều hơn. Trong cái nội dung sinh hoạt lớp thì sau cái phần nội dung thì em có tổ chức cho các em những cái sinh hoạt, cái tiết sinh hoạt theo chủ đề, thường là tùy theo tháng. Thì có tháng thì cho các em tham gia các trò chơi theo chủ điểm hoặc là tổ chức cho các em hát qua dân chủ. Quận Ô Môn hiện có 43 công đoàn cơ sở khối trường học với phương châm mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy. Mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc. Năm học 2022-2023, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đăng ký và thực hiện 1.138 đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, hiệu quả giảng dạy và học tập. Năm qua thì trường Trung học cơ sở Ông Liêm thì có 30 sáng kiến cấp quận. Khi mà những thầy cô có viết sáng kiến đại diện bên ban thi đua thì cũng có một cái số gợi ý để cho quý thầy cô chúng ta là viết sao cho nó tròn và nó đầy đủ ý. Với đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức hoạt động đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên của mình, hoạt động cho đoàn viên của mình đăng ký các phong trào thi đua như là giỏi việc nước, đảm việc nhà, các đăng ký các đề tài sáng kiến, sáng chế ở đơn vị mình. Bằng sự sáng tạo, tận tụy với nghề, công đoàn viên khối giáo dục quận Ô Môn góp phần thực hiện thắng lợi các định hướng về đổi mới toàn diện của ngành giáo dục. Bộ Giao thông Vận tải cho biết 3 dự án giao thông trọng điểm sẽ về đích cuối năm nay, gồm cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Hiện các nhà thầu đang gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối cùng để đáp ứng yêu cầu về đích theo kế hoạch. Cầu Mỹ Thuận 2 nối tỉnh Tiền Giang với tỉnh Vĩnh Long qua sông Tiền, do Ban Quản lý Dự án 7 làm chủ đầu tư, được khởi công vào tháng 3 năm 2020. Tính đến nay, sản lượng thi công đã đạt hơn 96% giá trị hợp đồng. Đã hợp long cầu chính, dây giăng. Nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục còn lại để thông xe trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, được khởi công vào tháng 1 năm 2021. Tính đến nay, sản lượng thi công đạt 76% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần cầu đã cơ bản hoàn thành, công tác thảm nhựa đã thi công được hơn 8 km, 80% hệ thống an toàn giao thông đã được tập kết về công trường để tăng tốc tiến độ, đưa dự án về đích trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Liên quan đến tình hình tai nạn giao thông, mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp để kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, tuy nhiên số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp và tăng trên cả 3 tiêu chí. Tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông, làm chết 71 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ, số vụ và số người chết đều tăng. Tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên các tuyến đường bộ với nguyên nhân chính như điều khiển xe có rượu bia, quá tốc độ, qua đường không quan sát, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Riêng tai nạn đường thủy đã xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, tăng 3 vụ và tăng 3 người chết so với cùng kỳ. Trước tình hình này, Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ đã triển khai kế hoạch cao điểm 2 tháng cuối năm, trong đó đi sâu vào việc tuyên truyền vận động người tham gia giao thông, chấp hành luật, tổ chức các đoàn kiểm tra tại các bến xe, bến tàu, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý dứt điểm các vị trí mất an toàn giao thông trên các tuyến đường. Thưa quý vị, tính đến tháng 9 năm 2023, ứng dụng VSSID đã có hơn 32 triệu người đăng ký, cài đặt và sử dụng để tra cứu thông tin và thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội. Ứng dụng VSSID liên tục được đổi mới, cập nhật, bổ sung nhiều tính năng mới như cung cấp 7 dịch vụ công trực tuyến, dễ dàng tra cứu thông tin tham gia và thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, với nhiều tiện ích giúp tiết kiệm thời gian, chi phí khi tìm hiểu, nắm bắt thông tin và trong thực hiện dịch vụ công với cơ quan bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, từ cuối tháng 10 năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp Bộ Công an thực hiện điều chỉnh nâng cấp ứng dụng VSSID đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp với tài khoản định danh điện tử VNEID. Theo đó, hiện nay người dùng có thể đăng nhập ứng dụng VSSID bằng VNEID.
Hiện nay, tỷ trọng kinh tế số của thành phố Cần Thơ chiếm 8,4% GRDP. Thành phố xác định mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số chiếm 20% GRDP và chiếm 30% GRDP vào năm 2030. Để đạt mục tiêu đề ra, Cần Thơ đã và đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, dồn sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu công nghệ, thông tin tập trung và mời gọi các nhà đầu tư. Thành phố hướng đến cần thành lập bộ phận tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp, qua đó hướng dẫn doanh nghiệp tự đánh giá năng lực chuyển đổi số trên cổng dbi.gov.vn, digitalbusiness.gov.vn, tìm các nền tảng chuyển đổi số phù hợp trên cổng smdes.vn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động theo hướng mỗi người dân trưởng thành một tài khoản thanh toán số, triển khai các sáng kiến thúc đẩy thanh toán số. Tính đến cuối tháng 10, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt 149.500 tỷ đồng, tăng 5,4% so với thời điểm cuối năm 2022. Dư địa cho tăng trưởng tín dụng năm 2023 còn rất lớn, nhưng còn tùy vào năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế thành phố và của doanh nghiệp. Bởi thị trường xuất khẩu dù khởi sắc trở lại trong 2 tháng gần đây, nhưng nhu cầu bên ngoài chỉ tăng nhẹ, trong khi nhu cầu trong nước chưa tạo niềm tin vững chắc để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh. Thêm vào đó, đa số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, nên năng lực kết nối thị trường chưa cao, thiếu hệ thống kết nối theo chuỗi phân phối, chuỗi ngành hàng. Theo tin tức từ báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố có 68 dự án đang triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở. Trong đó, Sở Xây dựng thành phố đang theo dõi quản lý 31 dự án, gồm 4 dự án có khả năng hoàn thành bàn giao địa phương quản lý trong năm nay và 27 dự án cam kết sau năm 2024 hoàn thành bàn giao về thành phố quản lý. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố theo dõi quản lý 37 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị với tổng diện tích hơn 657 ha, tổng vốn đầu tư hơn 27.300 tỷ đồng. Trong số này có 5 dự án đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành khai thác một phần. Phần diện tích nhỏ còn lại chưa bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ gia hạn thời gian thực hiện. Hôm qua, ban tổ chức cuộc thi Người đẹp Tây Đô lần thứ nhất năm 2023 tổ chức buổi họp báo. Cuộc thi do Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ giữ bản quyền và tổ chức nhằm tôn vinh nét đẹp chân, thiện, mỹ của người phụ nữ Việt Nam, tìm kiếm những nét đẹp hiện đại, nhân ái, trí tuệ, bản lĩnh để trở thành gương mặt đại diện thành phố Cần Thơ, thực hiện sứ mệnh góp sức quảng bá phát triển văn hóa du lịch Cần Thơ. Đây cũng là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh con người Cần Thơ, trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch, đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 27 tháng 11 tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Điều kiện dự thi và hồ sơ dự thi được đăng tải tại Facebook Người đẹp Tây Đô và website canthotv.vn/nguidep-taydo. Vòng bán kết diễn ra ngày 10 tháng 12, vòng chung kết với phần thi Người đẹp tài năng, Người đẹp du lịch, Người đẹp nhân ái, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện diễn ra từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12. Thí sinh tiếp tục tranh tài trong đêm chung kết diễn ra ngày 23 tháng 12. Ban giám khảo cuộc thi gồm các nhà quản lý văn hóa, văn nghệ sĩ, hoa hậu có kinh nghiệm chấm thi do Thạc sĩ Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng làm trưởng ban giám khảo. Giải thưởng của cuộc thi gồm Dương Miện, danh hiệu Hoa Khôi, Người đẹp Tây Đô, Á Khôi 1, Á Khôi 2 và các giải thưởng hấp dẫn. Đặc biệt, Hoa Khôi, Người đẹp Tây Đô được đặt cách vào thẳng chung kết Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Á Khôi 1, Á Khôi 2 được đặt cách vào thẳng chung kết Toàn quốc Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024, Miss Grand Việt Nam 2024. Thưa quý vị, lễ hội Ốc Ôm Bốc Đua Ghe Ngò tỉnh Sóc Trăng năm 2023 là lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer, được tổ chức thường niên hàng năm tại tỉnh Sóc Trăng và định kỳ 2 năm một lần. Lễ hội được mở rộng quy mô cấp khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Năm nay thì lễ hội tổ chức theo quy mô cấp tỉnh diễn ra từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 11. So với mọi năm, lễ hội Ốc Ôm Bốc Đua Ghe Ngò tỉnh Sóc Trăng năm 2023 có 3 hoạt động mới là liên quan tiếng hát truyền hình tiếng Khmer khu vực Nam Bộ. Tổ chức xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam đối với bức tranh lớn nhất được làm từ gạo ST với kích thước 4x7m, triển lãm ảnh nghệ thuật. Đối với giải đua ghe ngò sẽ tổ chức thi đấu trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 11 tại khán đài đường đua ghe ngò thành phố Sóc Trăng. Đã có 46 đội ghe ngò đăng ký dự thi, bao gồm 40 ghe nam và 6 ghe nữ, trong đó có 38 ghe trong tỉnh và 8 ghe đến từ các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Cần Thơ.
Từ ngày 10 đến 13 tháng 12 tới đây, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau sẽ diễn ra Festival Tôm Cà Mau và diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 với khoảng 400 gian hàng tham gia. Tại đây sẽ trưng bày triển lãm thương mại gian hàng ẩm thực, thiết bị, dây chuyền, quy trình, công nghệ chế biến tôm, sản phẩm tôm chế biến công nghiệp, sản phẩm chế biến từ phụ phẩm tôm, không gian triển lãm, thương mại sản phẩm OCOP. Hàng loạt các hội nghị, hội thảo liên quan đến ngành tôm, nghề nuôi tôm cũng được tổ chức trong khuôn khổ festival. Ban tổ chức còn tổ chức các tour du lịch tham quan trải nghiệm, tour du lịch cộng đồng văn hóa vùng sông nước Cà Mau, gắn với tham quan các vùng nuôi tôm, các mô hình nuôi tôm tiêu biểu, các cơ sở sản xuất có sản phẩm OCOP và các làng nghề ven biển. Theo các công ty du lịch lữ hành, dù trong giai đoạn chạy nước rút, nhưng sức mua các tour du lịch Tết hiện chưa mạnh bằng mọi năm. Điểm sáng là tỷ lệ đặt chỗ tour đi nước ngoài khá cao. Đại diện Viettravel cho biết vẫn tăng chỉ tiêu 15% so với năm ngoái, phục vụ khoảng 150.000 lượt khách. Bến Thành Tourist cũng đang mở bán gần 100 chương trình du lịch trong và ngoài nước. Trong đó, tour Tết nước ngoài được nhiều người quan tâm hơn và dự báo sẽ đóng sớm. Vinagroup Travel chia sẻ lợi thế của tour du lịch đi nước ngoài vào năm nay là giá mềm, hầu như không tăng so với năm ngoái. Đến thời điểm này, khoảng từ 30 đến 40% số chỗ tour Tết đã được bán ra, trong đó tập trung du lịch nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, vân vân. Mới đây, ngày 10 tháng 11, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ký quyết định công nhận Vô Vi Nam, Diệt Võ Đạo là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian Vô Vi Nam, Diệt Võ Đạo thành phố Hồ Chí Minh chính thức được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trước đây thì Diệt Võ Đạo là môn võ truyền thống của dân tộc Việt Nam do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938 tại Hà Nội. Sau này được gọi là Vô Vi Nam, gồm hai phần: Võ thuật Việt Nam, Diệt Võ thuật và Võ đạo Việt Nam, Diệt Võ đạo, là môn võ có tầm ảnh hưởng góp phần quảng bá văn hóa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Thì riêng cá nhân của em cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc vì cái môn võ mà mình đã theo đuổi suốt 10 năm qua thì cuối cùng cũng đã được công nhận. Bộ môn của mình đang tập luyện và theo đuổi thì được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Thì không chỉ bản thân em mà cả môn sinh đang theo đuổi và tập luyện môn Vô Nam đều cảm thấy rất tự hào và hãnh diện. Chúng tôi là rất xúc động cái sự vinh danh của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch. Sự đóng góp này không phải riêng là của hiện tại lãnh đạo Liên đoàn Việt Nam hay là Liên đoàn Vô Nam Cần Thơ, mà một hai cái lãnh đạo võ sư hiện tại mà quá trình rất là nhiều thế hệ cha ông đi trước và tiếp tục, và chúng tôi là những người làm Vô Vi Nam thì là ghi nhận cái thành quả này và tiếp tục phát huy thời gian tới. Vô Vi Nam Việt Võ Đạo được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là thành quả của bao thế hệ trong quá trình 85 năm hình thành và phát triển môn phái, và càng tự hào hơn trong quá trình quảng bá đến nay. Vô Vi Nam Việt Võ Đạo đã có mặt ở hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, thu hút hàng triệu người tham gia luyện tập và tiếp tục phát triển. Hiện nay, ở thành phố Cần Thơ, môn võ Vô Vi Nam phát triển sâu rộng ở 9 quận huyện, trong đó huyện Phong Điền là lá cờ đầu khi đào tạo và cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển quốc gia thi đấu thành công ở các giải thế giới. Riêng cá nhân của em thì em sẽ nỗ lực cố gắng hết sức để tập luyện và thi đấu đạt được nhiều thành tích tốt để góp một phần nào đó vào cái công cuộc quảng bá hình ảnh của môn võ Vô Vi Nam Việt Võ Đạo cũng như là mang hình ảnh của Việt Nam đến với toàn thế giới. Về phía trên cấp thành phố thì phối hợp với xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở Văn hóa Thao lịch, Sở Giáo dục Đào tạo cũng như là Bộ Chỉ huy Quân sự để phát triển Vô Vi Nam trong học đường cũng như là trong lực lượng vũ trang, để sánh vai cùng với là các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Vô Vi Nam Việt Võ Đạo là sản phẩm văn hóa đặc biệt của người Việt. Những môn sinh hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Vô Vi Nam Việt Võ Đạo nói chung đều tự hào vì những công sức của các lão võ sư, võ sinh đóng góp bước đầu được xã hội công nhận và vinh danh.
Đây là cơ hội để thế hệ Movinam Việt Võ Đạo hôm nay tiếp tục đóng góp xây dựng phong trào càng phát triển sâu rộng ở cả trong nước và thế giới. Đây là bước đi tiến tới đưa Movinam Việt Võ Đạo trở thành di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Quý vị thân mến, sản phẩm sữa chua sấy thăng hoa làm từ hạt mít và đậu nành là sản phẩm hoàn toàn tự nhiên với nguyên liệu từ thực vật, chứa những chất xơ, tinh bột, khoáng để kiểm soát cholesterol, chống oxy hóa dần dần. Sản phẩm này đã thuyết phục được nhiều ban giám khảo trong các cuộc thi được tổ chức trong và ngoài nước về ý tưởng. Điểm mới của sản phẩm so với sữa chua trên thị trường, nội dung trình bày cùng hướng tiếp cận thương mại hóa sản phẩm. Rút kinh nghiệm từ những nhận xét của ban tổ chức về sữa chua thực vật qua các cuộc thi khởi nghiệp được tổ chức tại trường Đại học Cần Thơ, Quỳnh Hoàng Bảo, sinh viên ngành công nghệ thực phẩm khóa 47 trường Đại học Cần Thơ đã cải tiến thêm sản phẩm sữa chua sấy thăng hoa từ nguyên liệu thực vật, đậu nành và hạt mít. Với ý tưởng này, sản phẩm được đánh giá cao khi trưng bày tại Đại hội Hội sinh viên thành phố Cần Thơ tham dự Ngày hội ý tưởng khởi nghiệp dành cho sinh viên Malaysia UNIAC Demo Day 2023. Diễn ra tại Malaysia. Và mới đây, sản phẩm vừa đạt giải nhì cuộc thi Ý tưởng học sinh sinh viên khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 năm 2023 tổ chức tại tỉnh Trà Vinh. Cơ duyên em đến với ý tưởng này là xuất phát từ người thân của em là có người không dùng được các sản phẩm từ sữa động vật như sữa bò, sữa dê, như bị dị ứng sữa cho nên dùng không được. Cho nên em mới đã tìm hiểu để mà có thể tìm ra cái loại sữa khác để thay thế. Khi lên đại học và nhận thấy được cái nguồn lợi từ cái nguồn phụ phẩm hạt mít này. Hạt mít thì nó cũng các dinh dưỡng nó rất là tốt và nó đặc biệt là nó chứa nhiều cái hợp chất, ví dụ chất xơ, chất tinh bột kháng mà đó là sữa động vật không có được. Để cho sản phẩm sữa chua được thương mại hóa trong tương lai, Hoàng Bảo còn kết nối với các sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Nguyễn Hồng Minh, Phương Quỳnh Đoan Thùy, Thạch Thị Thanh Thảo, Lê Thị Mai Nguyên và Bùi Đình Nhật Thắng. Quá trình hoàn thiện công thức, quy trình chế biến sữa chua mất khoảng 4 đến 5 tháng. Hạt mít và đậu nành sau khi chiết dịch sữa sẽ được lên men bằng vi sinh tự nhiên phù hợp cho nguyên liệu thực vật. Sau đó sữa chua được cho vào khay, cấp đông và thực hiện sấy thăng hoa ở nhiệt độ rất thấp, nhiệt độ âm, giúp bảo toàn dinh dưỡng cho sữa chua. Theo nhóm, sản phẩm sữa chua sấy thăng hoa có thể bảo quản trong thời gian 10 đến 12 tháng, trong khi sữa chua truyền thống chỉ bảo quản 6 đến 8 tuần, không đòi hỏi điều kiện bảo quản khắt khe. Tháng 10 vừa qua, nhóm của Bảo tổ chức bán sản phẩm ra thị trường với giá 20.000 đồng một gói, nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Trước cái cuộc thi gần đây nhất em tham gia thì là cũng có nhiều giám khảo, người ta đã có kinh nghiệm. Có một số người thì nhận xét là nên có mùi đặc trưng của sản phẩm là mùi đậu nành, hạt mít. Nhưng mà có một số người thì lại có lời khuyên là nên làm cho nó giống sữa với sản phẩm sữa động vật. Để cho nó người ta quen với nó thì để mà phát triển sản phẩm hơn. Thì cái này tụi em cũng sẽ nghiên cứu làm sao giải quyết được bài toán tối ưu hóa để mà nó giải quyết được nhu cầu của người tiêu dùng. Để mà phát triển tốt một cái sản phẩm thì điều quan trọng nhất đó là cái chất lượng của sản phẩm. Thì phải đảm bảo cái yêu cầu về chất lượng của sản phẩm là sữa chua về cơ bản, những cái tiêu chuẩn cơ bản là phải đáp ứng. Ngoài ra thì các em còn phải làm thêm cái công tác, nghĩa là công tác marketing cho cái sản phẩm của mình. Sữa chua thì ngày xưa tới giờ là chúng ta nghĩ nó sẽ là lỏng hay là nó phải để tủ lạnh. Thì bây giờ các bạn nghiên cứu, các bạn làm cái mà chúng ta có thể bảo quản, không cần bảo quản lạnh mà chúng ta cũng có thể được để được một cái thời gian là tương đối là khá trong cái chuyện bảo quản sản phẩm đó. Thì đó là những cái điểm mới và các em tiếp tục nghiên cứu thì nhà trường tiếp tục hỗ trợ cho mình làm trong các cái phòng lớp của trường. Và sự hỗ trợ của nhà trường thì nó vẫn tiếp tục để cho các bạn tiến xa nhất có thể với cái sự nỗ lực các bạn đi đến đâu nhà trường cùng đồng hành đến đó. Từ những định hướng con đường để sản phẩm được thương mại hóa trong tương lai là cả một quá trình khó khăn của nhóm. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của các thầy cô trường Đại học Cần Thơ, nhóm sẽ còn tiến xa hơn nữa để sản phẩm có thể đưa ra thị trường mà không chỉ dừng lại ở ý tưởng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô ngày mới sáng nay của đài chúng tôi. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được trân trọng gửi lời chúc đến các thế hệ thầy, cô giáo, những người đang công tác trong ngành giáo dục, có nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc, tiếp tục cống hiến tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp trồng người.